Trong lượt trận mở màn UEFA Europa League rạng sáng nay, bàn thắng duy nhất của Mason Greenwood đã giúp Manchester United đánh bại Astana trong trận ra quân tại mùa giải này. Chiến thắng này giúp Manchester United tạm thời dẫn đầu bảng L. Ở trận đấu còn lại, Partizan Belgrade đã cầm hòa AZ Alkmaar với tỷ số 2-2. Một số kết quả đáng chú ý khác: Eintracht Frankfurt trên sân nhà để thua 0-3 trước Arsenal. Đó cũng là tỷ số giữa trận Karabakh và Sevilla. Rangers đánh bại Feyenoord với tỷ số 1-0. Porto đánh bại Young Boys với tỷ số 2-1. 3-2 là tỷ số đã giúp Gen vượt qua Saint Etienne. Mönchengladbach trên sân nhà thất thủ 0-4 trước Wolfsburg. Wolverhampton để thua 0-1 trước Braga. Và cuối cùng, AS Roma đánh bại Istanbul và Sassuolo với tỷ số 4-0. Sau rất nhiều lần thương thảo, cuộc đàm phán kéo dài giữa Chelsea và tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi đã kết thúc bằng một bản hợp đồng mới. Cụ thể, cầu thủ chạy cánh người Anh sẽ khoác áo Chelsea với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm đến tháng 6 năm 2024 và anh sẽ hưởng mức lương lên tới 180.000 bảng một tuần. Chia sẻ sau khi ký hợp đồng, Callum Hudson-Odoi cho biết: "Một cảm giác tuyệt vời, tôi đã chờ rất lâu và tôi thật sự hạnh phúc vì điều này. Tôi đã là người của Chelsea từ năm 8 tuổi và đây là một vinh dự dành cho tôi. Tôi muốn giành càng nhiều danh hiệu càng tốt, chiến thắng càng nhiều trận càng tốt và đóng góp càng nhiều bàn thắng càng tốt. Thỏa thuận giữa Chelsea và Hudson-Odoi cũng sẽ là dấu chấm hết cho nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh này của Bayern Munich khi suốt kỳ chủ nhân hè vừa qua, hôm sáng sẵn sàng chi 40 triệu bảng nhưng bất thành." Sau thảm bại trước PSG ở vòng đấu mở màn Champions League, các cổ động viên Real Madrid lập tức chỉ trích ông Jose Areola. Cụ thể, sau khi trận đấu kết thúc, Areola đã gặp hai người đồng đội cũ ở PSG là Mbappe và Maxim Choupo-Moting. Các cổ động viên Real tức giận khi thấy ảnh Areola cười cùng các cầu thủ PSG và gọi đây là sự đùa cợt trên thất bại của họ. Ở kỳ chủ nhân hè 2019, Areola gia nhập Real Madrid từ PSG theo bản hợp đồng trả mượn. Bầu không khí tại Bernabeu đang rất căng thẳng khi thầy trò Zidane gục ngã dù PSG không có bộ ba tấn công chủ lực của họ. Sau 16 năm, Real Madrid mới trải qua một trận đấu không có phải dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành đối phương. Số phận vẫn chưa hết xui xẻo với thủ môn Loris Karius khi rạng sáng nay, thủ môn người Đức tiếp tục mắc sai lầm khiến Vesitas nhận thất bại bất ngờ trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Slovan Bratislava. Phút 14, Karius có tình huống băng ra ngoài khu vực cấm địa để ngăn chặn đường bóng của đối thủ. Tuy nhiên, anh lại không thể phá bóng. Ngược lại, thủ môn này còn đốn ngã luôn đồng đội đang lùi về, qua đó tạo cơ hội cho tiền đạo Andras Spora dứt điểm vào khung thành trống đưa đội Slovan vượt lên dẫn trước. Sau bàn thua này, Loris Karius còn để thủng lưới thêm 3 lần trong thời gian còn lại, qua đó khiến Besiktas rời Slovakia với trận thua 2-4. Karius đang ở trong năm cuối hợp đồng cho mượn tại Besiktas, chứng kiến mà thể hiện thiếu ổn định của thủ môn người Đức. Nhiều khả năng câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không kích hoạt điều khoản mua Đức từ Liverpool. Thi đấu không quá nổi trội so với đối phương, Hà Nội FC vẫn biết cách giành 3 điểm cần thiết trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số tối thiểu. Kết quả này là đủ để thầy trò Chu Đình Nghiêm đăng quang sớm trước hai vòng đấu, đồng thời cũng trở thành câu lạc bộ đầu tiên vô địch 5 lần kể từ khi giải vô địch quốc gia đổi tên thành V-League, một thành tích cực kỳ ấn tượng nếu biết rằng Hà Nội chỉ mới lên chơi ở V-League trong vòng một thập kỷ. Tối qua, FIFA đã công bố bảng xếp hạng tháng 9 năm 2019. Việt Nam sau trận hòa Thái Lan đã bị đánh bật ra khỏi nhóm 15 châu Á, tụt 2 bậc, rớt xuống vị trí thứ 99. Ngược lại, Thái Lan tăng lên một hạng, lên 114. Vị trí không có sự thay đổi nào chính là Iran. Đội tuyển số 1 châu Á vẫn giữ nguyên phong độ trong khu vực và đang đứng thứ 23 thế giới. Nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam tụt 2 bậc là do những đối thủ xếp sau đều giành được chiến thắng. Cụ thể, Jordan và Armenia đều giành chiến thắng tại vòng loại World Cup và Euro, qua đó giúp họ lần lượt leo lên vị trí 98 và 96 thế giới. Ở top đầu bảng xếp hạng FIFA, Bỉ vẫn dẫn đầu với 1.752 điểm, nhưng Brazil đã bị mất hạng nhì vào tay của Pháp. Các vị trí thứ 4 và 5 lần lượt thuộc về Anh và Bồ Đào Nha. Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ tiếp tục diễn ra hai loạt trận vào ngày 10 tháng 10 và 15 tháng 10. Vị trí các đội tuyển sẽ tiếp tục thay đổi tùy thuộc vào kết quả thi đấu và vị trí hiện tại của họ.